Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng cho cốt của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Saratinis Nguyễn Văn Lập, người chiến sĩ cộng sản quốc tế, người anh hùng trong trái tim nhân dân Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và Hy Lạp cùng gia quyến đã phối hợp đưa cho cốt của ông về an táng tại nghĩa trang quân khu 5, vùng đất mà ông đã cùng đồng đội sát cánh kề vai chiến đấu một thời tuổi trẻ theo đúng nguyện vọng của ông. Đồng chí Kostas Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1927, quốc tịch Hy Lạp, Việt Nam. Ông đã giác ngộ và tham gia lực lượng Việt Minh, từ đó ông trở thành người bạn, người đồng chí, đồng đội của nhân dân Việt Nam. Với thành tích xuất sắc, năm 1949, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng và nhà nước ta đã trao tặng cho ông nhiều phần thưởng cao quý như là Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Hữu nghị, Huân chương Chiến thắng hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng 2. Đặc biệt, năm 2010, ông được công nhận quốc tịch Việt Nam. Năm 2013, vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thưa quý vị, cho cốt của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Nguyễn Văn Lập đã được đưa từ Hy Lạp về an táng tại nghĩa trang quân khu 5 vào ngày hôm nay, theo nguyện vọng của ông. Kostas Nguyễn Văn Lập đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam. Dù không cùng quốc tịch và màu da, ông đã đứng vào hàng ngũ Việt Minh, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam và gắn bó với Việt Nam cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Và ông đã ra đi vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 và hưởng thọ 94 tuổi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh được phóng viên VTV ghi lại cách đây 2 năm trong quá trình thực hiện chương trình VTV đặc biệt giữa những quê hương. Và chúng ta hãy cùng xem những thước phim này để tưởng nhớ về ông, một người anh hùng đặc biệt. Ở ngoại ô của thủ đô Athens, Hy Lạp, có một ngôi nhà nhỏ luôn treo cờ Tổ quốc Việt Nam. Cả đời thôi, sức dài từ sáng đến tối, ngủ của văn mê Việt Nam. Đến đây bây giờ, sớm ở Việt Nam là phải. Nhưng mà thôi, hoàn cảnh con cái thì thôi phải chịu, theo con. Năm 1946, chàng thanh niên người Hy Lạp Kostas Sarantidis đặt chân đến Sài Gòn trong một trung đoàn Lê Dương của Pháp. Rất nhanh chóng, anh đã nhận ra đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và nung nấu ý định bắt liên lạc để trốn sang hàng ngũ Việt Minh. Chỉ 4 tháng sau, Kostas đã cùng một người lính Lê Dương khác giải thoát cho 25 tù chính trị, trốn vào rừng và trở thành một người lính Cụ Hồ với cái tên giản dị là Nguyễn Văn Lập. Trong suốt 9 năm chiến đấu chống Pháp rồi sau đó làm công tác địch vận, quản lý tù hàng binh Âu Phi ở Liên Khu 5, ông đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất và nhiều huân huy chương khác. Từ năm 1965, ông trở về sống và làm việc ở Hy Lạp cùng với người vợ Việt Nam và 4 người con đều mang tên Hy Việt. Nhưng tình cảm gắn bó đặc biệt mà ông dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam mãi không phai mờ. Ngày 19 tháng 11 năm 2010, chiến sĩ quốc tế Kostas Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trao Huân chương Hữu nghị và quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, ông trở thành người nước ngoài đầu tiên và duy nhất cho đến nay được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đã bao nhiêu mấy chục năm qua rồi, về nước rồi, tôi không ngờ tâm lòng của người dân cao cả với cái mục thế. Khi sang Việt Nam tôi hứa trước là có sẽ trung thành đến phút cuối cùng. Mong các cháu sau này sẽ tiếp tục giữ gìn. Sống ở Hy Lạp nhưng tâm hồn và trái tim gửi cho ở Việt Nam, ông Kostas Nguyễn Văn Lập chỉ có một mong muốn là được chết và gửi cho cốt tại Việt Nam. Tiếc rằng vì tuổi cao sức yếu, tâm nguyện của ông không thể thực hiện được. Sau 12 năm, một chồng một vợ may mắn sống một vợ con ở đất nước của tôi nhìn xa. Nước Việt Nam tổ quốc nhất đấu lòng của tôi.
Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những tâm sự thật là xúc động, thật là xúc động. Và tôi nghĩ rằng có khi cả chính các những con người Việt Nam như chúng ta cũng chưa hẳn đã có được những cái tình yêu sâu sắc với tổ quốc đến dân tộc như vậy. Và tôi tin là khi mà đã hoàn thành ước nguyện, là khi mà mất đi, ông được trở về Việt Nam, được nằm lại bên bạn bè đồng đội của mình, thì chắc chắn lúc này thì chiến sĩ Nguyễn Văn Lập cùng với những người bạn của mình đã được gặp nhau, và ông đang mỉm cười hạnh phúc bên thế giới bên kia.